Em đầu tiên là đổi 8,96 Đọc đề, đọc đề dm trước cho cô. Vân đọc đề trước cho cô. Bài số 4. ra. Đốt cháy hoàn toàn khí ga cần dùng hết 8,96 dm khối khí oxy thu được 4,48 dm khối khí CO2 và 72 gram nước. A do những nguyên tố nào tạo nên tính khối lượng A đã phản ứng? B biết tỷ khối của A so với hydro là 8. Hãy xác định công thức phân tử của A và gọi tên A. Rồi. Bắt đầu luôn đi Vân ơi. Nếu cô là đổi 8,96 dm khối bằng 8,96 lít. Đổi 4,48 dm khối bằng 4,48 lít. Em được cô là phương trình hóa học là A cộng O2 là tạo ra sản phẩm là CO2 cộng H2O. À, ta có N của H2O bằng 7,2 chia 18. Bằng 0,4 mol. N của CO2 bằng 4,48 chia cho 22,4. Bằng 0,2 mol. N của O2 bằng 8,96 chia cho 22,4 bằng 0,4 mol. Em được cô là ta có N của O trong H2O bằng 0,4 mol. N của H trong H2O là 0,4 nhân với cả 2. À không.
NH trong H2O đây bằng 2 lần số mol của nước. Mà số mol của nước thì lại bằng là 0,4. Do đó nó cũng bằng 0,8 mol. Vâng. N của O trong CO2 bằng 0,2 mol. Bằng 0,2 thôi à? Nếu ta tính tương tự như ở trên thì NO trong CO2 là bằng 2 lần số mol CO2. Vâng ạ. Vâng, vâng. Bằng 0,2 nhân với cả 2 bằng 0,4 mol. À. Tính luôn NC chứ. N của C trong CO2 bằng N của CO2 bằng 0,2 mol. N của O trong O2 bằng 0,4 nhân 2 bằng 0,8 mol. Em thưa cô là bảo toàn nguyên tố O, bảo toàn nguyên tố O trong bảo toàn nguyên tố oxy ta có. N của O trong A cộng N của O trong O2 bằng N của O trong CO2 cộng N của O trong H2O. Suy ra bằng cộng 0,8 bằng cộng 0,8 bằng 0,4 cộng 0,4. N của O trong X bằng 0. À, N của O trong A bằng 0. Suy ra trong A không có O. Suy ra ta có công thức của khí A là CXHI. Và bằng 0,2 chia 0,8. Cái gì bằng 0,2 chia 0,8?
x chia y bằng 0,2 chia 0,8. Chỗ này ta phải gọi công thức của A là CXHI chứ không phải là công thức của nó là CXHI. Vâng. Ta có x chia y bằng 'n' của C chia cho N của H. Bằng 0,2 chia cho 0,8. Và bằng 1 chia 4. Suy ra công thức hóa học của khí A là CH4. Xong chưa? Gọi tên nữa. Còn gì nữa không Vân ơi? Còn tính khối lượng của An. Ừ, tính. Ta có N của O2 bằng 0,4 mol. Suy ra M của O2 bằng 12,8 gam. Nào nào ra 12,8. Bằng 0,04 nhân với cả 0,4 nhân với cả 32. Bằng 12,8 rồi xong. N của CO2 bằng 0,2 mol. N của gì nhỉ? N của CO2. Suy ra M của CO2 bằng 0,2 nhân 44 bằng 8,8 gam.
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có m của a cộng m của o 2 bằng m của siêu à m của o 2 à cộng m của o 2 bằng m của siêu 2 cộng m của H2O. M của A cộng 12,8 bằng 8,8 cộng 7,2. Suy ra M của A bằng 3,2 gam. Vậy khối lượng của khí A là 3,2 gam. Rồi như vậy là xong phần A. Đây phần B. Em cho cô là ta có D của A trên H2 bằng 8. Bằng 8 nhân 2 bằng 16. Chỗ này em không biết làm quá. Đó. Nam Hải cứu cho Vân cái đi. Nam Hải ơi. Cô là đang công thức. Chỗ nào? Bắt đầu chỗ nào ta có công thức? Đây luôn hả? Vâng, xuống đây luôn. M của A, M lớn của A. Từ cô lên em xem lại cái bài.
Thôi em chịu ạ. Rồi thì cô sẽ giúp các bạn cái đoạn này nhá. Thực ra thì ở cái bài trên này của Nam Hải nó dễ hơn ở chỗ là người ta cho biết luôn công thức dạng đơn giản chính là công thức hóa học của x. Do đó thì bạn Nam Hải có thể kết luận được ngay là vì công thức đơn giản là nó nên công thức của nó sẽ là C3H8O. Còn ở đây thì bạn Vân cũng ra được cái CH4, nhưng mà đây ta không kết luận được luôn nó là công thức của khí A là CH4, mà đây chỉ là công thức đơn giản, công thức hóa học đơn giản. Của khí A là CH4 tất cả N lần. N lần. À. Thì cái chỗ này người ta hỏi là A tạo lên từ những nguyên tố nào, thì chỗ này ta kết luận là trong A không có oxy. A chỉ có C và H. Đấy, thì cái chỗ gọi công thức này chúng ta sẽ để xuống dưới nha. Chỗ gọi công thức này ta để xuống đây. Cái chỗ này là D của A trên H2 là bằng bằng 8. Vậy thì cái này không phải D nó bằng 16 mà là M của A sẽ bằng 16. Nha Vân nha. Vâng. Chỗ này sẽ là M của A suy ra M lớn của A M lớn trên 2 bằng 16. Suy ra M lớn của A là bằng 2, xin lỗi, là bằng 8. Sau M lớn của A sẽ là bằng 2 nhân với 8 và bằng 16. Thì ta gọi công thức của khí A là CXHI, cái này ta gọi ở phía trên. Chỗ này ta sẽ để dưới. Đó. Chỗ này không phải ta có mà là vì D của A trên H2 bằng 8, suy ra M trên 2 sẽ bằng 8. Vậy MA sẽ bằng 2 nhân 8 bằng 16. Lúc này thì ta sẽ có là có CH4 là 16, thì chúng ta lấy 16 nhân với N thì sẽ bằng 16. Vì ta tìm xem N bằng bao nhiêu. N bằng 16 chia 16 bằng 1. 16 chia 16 bằng 1. Vậy công thức phân tử của A là CH4. Đấy. Đối với cái bài toán mà đề bài người ta cho biết cái khối lượng mol phân tử này này. Đấy, thì chúng ta phải thêm một cái bước nữa, đó là đấy là công coi cái công thức được tạo thành đấy là công thức đơn giản của chất, sau đó thì ta áp dụng cái
cái tính cái khối lượng mol của hợp chất này, để ta tìm xem là cái số n này nó là bao nhiêu. Có trường hợp thì n bằng 1, có trường hợp n bằng 2, vân vân. Thì trong trường hợp này n bằng 1 nên công thức của nó là CH4. Rồi, xin cảm ơn bạn Vân và bạn Nam Hà.